Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972, tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lần đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá và luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp theo, trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận sẽ ra sao? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 năm 2021, tức ngày 4 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 năm 2021, tức ngày 18 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 năm 2021, tức ngày 30 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 năm 2021, tức ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý 1972 có mệnh tang đúng mộc. Ngay từ nhỏ, bản mệnh đã gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ mọi hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn, áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quan xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy nhiên, đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn giữ gìn chữ tín, hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được những mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Tân âm kim gặp Tý xung thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành, khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Tý. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Vào tháng 2 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, phương diện tình cảm trong tháng này lại không thật sự tốt đẹp. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ của bạn sẽ làm tệ hơn các mối quan hệ. Trong một vài cuộc tranh cãi nhỏ, bạn luôn đặt ý kiến chủ quan của mình vào đối phương, không chịu lắng nghe. Chính điều này càng làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý. Bước sang tháng 2 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Nhâm Tý. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch, vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nhưng không được mạo hiểm. Bạn cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước, không nên đầu tư mù quáng, liều lĩnh. Ắt hẳn bạn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc trong tháng này. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không để lại hậu quả lớn, nhưng cũng gây ra những tổn hại cho hình ảnh của bạn. Cho nên bạn cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Nhâm Tý. Tử vi cho thấy, tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Nhâm Tý trong tháng 2 này. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc, đều do bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều,
Cùng với đó là các khoản thu lớn, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo của tuổi Nhâm Tý. Về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Tý, trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương, dù bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không đủ nhiệt huyết. Tuy vậy, bạn cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Còn với những người đã có gia đình thì trong tháng sẽ có những xung đột và tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn xảy ra. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, thân, tí, thìn của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý khá tốt. Tuy nhiên, do bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra, xem tử vi 2021, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Nhâm Tý trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc trong tháng này được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy, chính tông, môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.